Và câu hỏi đầu tiên là tôi là người hay ghen. Không phải không đâu thế, không nghĩ, không được nghĩ, không được nghĩ nha, phải đưa lên luôn. Ok. Vậy là mi hay ghen, cái này thì là bình thường rồi, phụ nữ thì lúc nào cũng là ok, nhưng mà cũng không phải là lý do nhé, con gái không phải là lý do thôi nhé. Đúng mà, em gái hay ghen đúng không? Đi. Em bảo là em không bao giờ ghen đúng không? Không phải là không bao giờ ghen hay là Vì sao em lại phải ghen? Thì tại vì trước đến giờ bạn ý là vũ công, xong rồi bạn ấy làm bartender, nên nó là cái ngành nghề rất kiểu ác trại, kiểu cuốn hút người khác giới ạ. Thỉnh thoảng lại có những cái em gái linh tinh lung tung đến làm quen các thứ, thì lúc nào em cũng phải dằn mặt luôn. Ăn một đứa nhá. Tức là em dằn mặt chồng hay là em dằn mặt chúng nó? Cả hai ạ. Cả hai. Có cần thiết không hả Vi? Cho cẩn thận. Thế trọng có bao giờ làm một cái gì đó mà nó hơi quá, vượt quá giới hạn, khiến cho em bất an, khiến cho cái cơn ghen của em nó thịnh nộ lên không? Bạn chồng em thì lại là bạn ấy kiểu hiền quá ấy, nên là bạn ấy lại không thể từ chối thẳng thừng được. Thế nên là những cái người bên ngoài người ta lại tưởng bạn ấy bật đèn xanh, nên người ta lại càng tấn công dữ. Nhưng mà bạn ấy không để thói xấu ra. Để quên đấy. Nhưng cái đấy nó cũng là tốt mà, tức là mình kiểu bị tốt quá thôi ấy chị. Bạn cứ cả em là em bị cản nể, và cái phong cách bạn ấy sẽ bị ngại khi mà ok ai cũng là bạn bè hết thì thế em có cảm thấy ok khi vợ đứng ra dằn mặt những vệ tinh xung quanh đấy không? Thực ra là vệ tinh dằn mặt, nhưng mà em vẫn dằn mặt chồng hơn. Tại vì lúc nào em cũng nghĩ là nếu mà trong một mối quan hệ mà người này kiểu có một người khác xen vào ấy, lúc nào lỗi cũng là do một trong hai người trong cuộc thôi, chứ cái người thứ ba đấy đôi khi người ta không biết chẳng hạn. Lúc nãy chỉ là bạn này là chủ yếu. Thực ra người vợ là người vợ tốt, là người nhắc nhở chồng đúng lúc. Vâng. Nhiều khi không phải nhắc nhở là này anh chuẩn bị phạm lỗi em nhắc nhở anh, mà là đơn giản chỉ là nhắc nhở là anh hãy mạnh mẽ lên để bảo vệ gia đình của mình, đúng không? Đúng rồi. Rồi. Ôi cô này nguy hiểm này, cô này nguy hiểm này. Vâng. Nghe nhá, và dơ ngay lập tức nhá, không suy nghĩ chậm nhá. Tôi là người có nhiều friend with benefit và one night stand hơn. Bắt là đếm. Này, hai đứa chưa bao giờ tự ngồi kiểu đếm với nhau à? Tại vì em thì biết mà, em biết hết. Vâng. Nghĩa là em có một cái gì, có cái gì mà Vi chưa biết mà trọng công kể mà hôm nay trọng lại rơi chữ ô. Ok. Không, em biết là em cũng nhiều mà, nhưng mà em phải nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ phải tìm một người nhiều hơn chứ. Ai cũng nhận mình nhiều hơn. Ai cũng nhận mình nhiều hơn. Tìm mặt bad boy này. Thế mà mặt không bad boy. Dạ vâng thật. Thì bây giờ ai là nhiều hơn? Em nhiều hơn. Nhiều thằng. Thế là câu chuyện đáng nhớ nhất về vấn đề này của hai bạn là gì, có dám chia sẻ không? Em lại không có friend with benefit mà em lại nhớ anh stay hơn. Tại vì em không thích kiểu cắt hở phát. Vâng, đúng rồi. Xong là xong luôn. Mình chỉ... Thế còn em thì sao? Trông như kiểu có gì thì muốn kể đấy. em thì có cả hai, mà cái câu chuyện này thì cả hai đứa đều biết. Thì có một bạn friend with benefit. Nhưng em thì lại là bạn chung với vợ em. Thực ra là bạn chung thôi chứ không phải là chơi thân. Biết nhau và cũng không. Thực ra thì đấy, thì sau cái việc đấy và kiểu vợ em biết thì cũng rất là khó xử với nhau, và em cũng vì câu chuyện đó mà em mất đi cái mối quan hệ đấy. Biết không? Không ạ. Liền. Không, đấy là mình đang kể chuyện mà đúng không? Come on. Tôi không ưa người yêu cũ của đối phương. Em 10 cái nữa được không ạ? Em nhìn ra nhầm mặt, quên mất. Nhầm mặt à? Thật ra là những người yêu trước của em nhá, thì những người yêu cũ của em cũng đều có người yêu cũ khác. Nhưng mà em không bao giờ em ghét người yêu cũ của người yêu cả. Nhưng mà riêng cái trường hợp này thì nó lại hơi líu lo một tí, là tại vì bọn em yêu nhau rồi. Lúc bọn em yêu nhau là bọn em single. Bọn em yêu nhau rồi, lúc bọn em yêu nhau là single rồi. Thì bạn đấy vẫn cứ kiểu hàng ngày làm phiền, xong còn đến tận nhà của trọng tặng quà. Đến mức mà mẹ chồng em còn không ưa mà. Thế nên là em cũng rất là khó chịu, xong rồi cứ thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi han các thứ. Xong rồi có một hôm lại còn nhắn tin cho trọng giữa đêm, nên anh trọng làm có bao giờ anh nhớ đến em không. Xong rồi em mới cầm điện thoại em nhắn lại là anh đang nằm cạnh người yêu anh đấy, em nghĩ anh có nhớ em không. Thế là sau đấy bạn ấy rất là mean luôn ấy, tức là vâng thì người yêu của mình mà.
bây giờ là người yêu chị thấy như thế không Minh, chị thấy như thế rất là thực tế. Vâng, vì thực tế nó là như thế. Tại vì là bạn này hiền quá đấy, như em đã nói rồi thì bạn ấy lại kiểu hơi kiểu bị gọi là pity, kiểu thương. Tại vì bạn kia cũng bị lụy tình quá nên là cũng hơi khổ thân. Thì bạn này cũng lại không từ chối thẳng thắn luôn mà lại cứ từ chối thẳng thắn nhưng mà lại không như kiểu là block hay là gì cho nó dứt khoát luôn ý. Thật ra với những người lụy tình thì kể cả có block thì cũng chẳng phải vấn đề gì, vì đợt đó đến anh đừng có liếc mắt sang em như thế nữa. Không, nhưng mà thực ra đến cái mức mà em đã block hết tất cả những cái nguồn có thể block được, bạn ấy gửi email cho em. Vậy thì từ phía em thì sao, ta xem là không ưa người yêu cũ anh ra thì câu chuyện này thì em là nghe kể lại từ vợ em. Bởi vì chứ không phải là em biết bạn ấy trực tiếp, em không biết bạn ấy trực tiếp. Okay. Em có biết là ngày xưa bạn ấy học cùng trường với em, nhưng mà em chưa được gặp mặt bạn ấy thôi. Bạn đấy ngày xưa khi yêu vợ em thì là bạn ấy có một vài lần xích mích và bạn ấy vô phù. Bạn ấy đánh vợ em chân ra bàn tay, cho nên là em nghe câu chuyện đó thì em cũng rất là tức. Thế thì hết là đúng rồi. Thực ra thì mình chưa gặp bao giờ và em thì tính của em là không, nếu mà chưa biết một người thì em không thể đánh giá được, nhưng mà nghe xong câu chuyện đó em cũng cảm thấy tức, thế cho nên là auto là khó dám nghe hết luôn. Nhìn chị này, tôi đã từng mất hứng với chuyện chăn gối. Wow. Tập đôi rất thật thà luôn. Như kiểu là bọn em đã đồng ý là hôm đấy ok mình sẽ hoạt động một chút, nhưng mà em lại buồn ngủ ấy chẳng hạn. Em lại cứ díu hết cả mắt lại xong em như khúc gỗ. Thế là thành ra mất hứng. Xong rồi. Đúng rồi, em cũng thế. Tức là sẽ có những cái lúc mà kiểu mình đã plan và thì bọn mình rủ nhau đã ok hôm nay đã plan như thế rồi và hôm nay cũng đã gọi là cảm thấy in the moment, let's go, bro. Thì bây giờ một phát tiền tiêu. Em buồn ngủ quá. Thế là kiểu vừa dứt mồm câu đấy xong em chạy đi chạy vào lấy nước xong rồi các thứ là bây giờ bảo ngủ luôn rồi. Thì em kiểu bị. Sao không có vấn đề đâu? Không sao, sẽ hơi rỗi một tí. Xong rồi nhưng mà bạn này cũng hết rỗi. Nhiều người bảo là cưới xong thì kiểu nó sẽ không còn như giai đoạn đầu của tình yêu nữa ấy. Nhưng mà em thấy vẫn may mắn trộm vía là bọn mình vẫn thế, vẫn yêu nhau hơn, thương nhau hơn, chưa kể là biết được nhịn nhau hơn. Thì tôi mong là bạn cứ phát huy như thế, không thiếu thắng với vợ nữa. Tại vì thắng vợ không được gì cả. Bạn yêu tôi nhiều hơn, chia tôi hơn, mua nhiều quà hơn. Ok. Đối với làm thân nhá. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào số tiếp theo. Xin cảm ơn bà. Hẹn gặp lại. Bye bye. Chào mấy em. Dạ. Tên gì ấy? Nguyễn Nhân Nhãn. Nhãn hả? Dạ. Ừ. Dấu hỏi luôn hả anh? Dạ. Dạ. Rồi, hello Nhãn. Dạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi. Em giới thiệu về bản thân này, công việc quê quán của em thì sao? Đang làm công ty lâm viên ở Bến Cát Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty lâm viên. Công ty làm đấy gì em? Làm đóng dép á. Sản xuất dép hả? Mà em làm công nào? Ép đế, ta chạy ra chiếc dép. Đâu ép đế? Ép đế đấy, ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. À, công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên chứ. Còn đầu tiên của cái chiếc dép. Ờ. À, còn cuối là kiểu cắt gọt mấy cái râu ria rồi sơn bóng các thứ nữa đúng không? Thu nhập ổn định không em? Tháng 11 triệu đó. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở trọ bên đây nè. Mình nghe thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống gần đây luôn. Ờ. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ như quê. Rồi, điểm mạnh yếu của Nhãn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi thì nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ cho em ngủ mà chứ đâu có đi chơi. Rồi sao tìm bạn gái đây? Ôi trời, cũng đi làm về điện thoại rồi ngủ lấy đâu ra bạn gái đi trời. Tôi thích giao lưu với bạn bè nên không biết sao rồi gia đình mới. Ai đăng ký anh tham gia chương trình này? Tự đăng ký tại nằm buồn ở nhà rồi bấm điện thoại rồi tự đăng ký luôn.
anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết, thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được, tại vì nếu mà mình cùng mình thì mình đã còn có bạn gái thì mình đã dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái mình phải dành bạn gái đi chơi, còn mình không còn có mình ở nhà thì ở mình ở nhà. Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là nhưng mà con gái là sao anh không tha không cô trong công ty đó, người ghét luôn là thương mình, người này nói chuyện qua lại thì đoạn rồi nên không tha, cái không hợp nên biết. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không có được. Ừ, tại sao không được, liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói vô, còn người ta ghét mình người ta nói ra cho người đó, rồi người ta kiếm mâu thuẫn nhau nên không hợp. Ừ, mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như nghe người khác nghe trong ra chọc vô rồi đó. Ừ, là nói anh thì sao? Thì nói cái mặt xấu mặt tốt, mặt nào không tốt người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình, người ta không thấy thích mình á. Nói chung nói xấu. Ừ. Rồi ưu điểm nhược điểm của anh là gì? Chị về ưu điểm thì đó thì được không? Cũng đâu có ưu điểm gì cả, cái gì đó. Điểm mạnh, điểm yếu. Mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể khác họ không, hay là mình có thể nấu ăn không, hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Làm gì rồi chứ đâu đâu, không ít, có ca hát mà không ít. Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm, nấu nước, ăn uống được cũng được. Mà cũng ngon, không ngon mà, không ngon gì mấy. Ừ. Ai có thể xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên chở người ta mạnh dạn không? Anh có thể là anh được bao nhiêu phần trăm giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sống nên cũng chưa có chắc không được mà mấy phần trăm luôn. Không được mấy phần trăm luôn. Thiếu tự tin vậy à. Rồi ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm, những cái điểm yếu của mình. Rất nhẹ dạ tin người. Rất nhẹ dạ tin người. Rồi, có ai bị lừa chưa? Có bị ai lừa chưa? Đi rồi, cho nên mới... Bị người ta lừa nhiều không? Có hai ba người rồi, thôi chứ nào. Ừ, lừa gì anh? Thì bạn bè quan hệ qua lại, giao thiệp qua lại đó, rồi mình tiền bạc, rồi mà mình không nhận thiết, thấy không ổn nên thôi. Ừ, mượn tiền, là con gái mượn anh đó hả? Là anh tìm hiểu người ta, xong anh cho người ta mượn tiền. Hai ba người luôn, mà không rút kinh nghiệm luôn. Xong rồi sao? Rồi không quen nữa hả? Không. Xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh? Hai ba người đó có nhiều, có ngon ngon, hai chị bạc, chín đậu không? Người ta một, hai người thôi, này ba người luôn. Đó là nhẹ dạ như tin người mà cho nên đi rút thì không kinh nghiệm được. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi nên nghiêm kiếm người nào là nếu mà người ta thấy thích mình, hợp với mình thì cứ việc tiến tới. Ai biết anh, ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Dạ. Mẫu người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái. Chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán, tuổi tác? Không quan trọng. Lớn hơn anh cũng được luôn. Một hai tuổi không đâu quan trọng gì đâu. Rồi về nhà thì tức là từ giờ tới lúc thi hình ấy, mình còn thời gian cho nên về em phải kiểu như thoải mái, tự tin hơn. Ví dụ như có các năng khiếu tài lẻ hát hò gì, bình thường hát vui cũng được, không sao cả. Tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ. Mình lên để nó thay đổi không khí thôi, giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị, không khí của mình nó hơi bị trùng. Mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ. Chị nhìn bạn em thì cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng chỗ hài thôi đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện với bạn
bạn ấy mới cảm thấy rằng là à, cái anh chàng này là cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư. Ok, mình về, mình sau này mình có quen bạn ấy, mình không phải suy nghĩ nhiều, mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ, hay là mình phải khổ, hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nhá. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nhá. Đó, nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha. Chứ không là nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi, ok, cảm ơn em nha. Ừ. Dạ rồi, anh trả bản thân. Gọi còn ai không? Dạ, còn ai?